Chào bạn nha, à, Hiền sẽ hướng dẫn bạn làm những cái này nha, bởi vì Hiền không có ảnh của sản phẩm ấy Cho nên là Hiền tải tạm những cái ảnh mà bạn đã gửi để um, Hiền tách lấy cái sản phẩm này rồi Hiền hướng dẫn bạn nha Đầu tiên là với ảnh này thì cực kỳ đơn giản luôn Ví dụ đây bạn có ảnh sản phẩm nhé, bạn up lên rồi bạn nhấn xóa nền Cái này thì chắc chắn là bạn phải mua tài khoản Canva Pro Hoặc nếu không, bạn vào một trang là remove.bg nha, đây trang này Thì bạn cũng có thể tách nền được miễn phí luôn nhớ nhá, trang remove rồi chấm bg nha, nó tải ảnh lên là tách được. tuy nhiên là mình tách đi tách lại thì nó cũng tốn thời gian mà mua cái tài khoản Canva Pro trên mạng, đó, tài khoản lậu, <laughs> nó rẻ lắm, có hơn trăm nghìn thôi thì mua cũng được, mua rồi xài. Tiếp theo, sau khi ví dụ mình có cái ảnh này rồi, đó, mình vô mua một thành phần, ví dụ bạn đánh từ khóa là nước chẳng hạn, rồi vào phần ảnh, đó, đây, ví dụ cái nền này. này. Đây, bạn kéo thả vào đây. Sau khi kéo thả vào xong thì nhấn chuột phải rồi nhấn uh, thay nền. Đó, là auto bạn có luôn cái ảnh giống như lúc nãy rồi đúng không? Bạn có thời gian thì bạn có thể tìm thêm uh, những cái nền nước khác mà bạn mong muốn. Đó, nền nước nào bạn mong muốn. Tiếp theo nha. <laughs> ảnh thứ hai. Đây rồi. Đây là kiểu ảnh như thế này. Đúng không? Ờ, đầu tiên á, trong một cái thiết kế như thế này nhá thì khi mà bạn muốn add logo á bạn đừng có add cả cái Ờ, cả cái cái logo như thế này nó sẽ bị uh, nó sẽ bị phô á, trông nó sẽ mất nó nó mất mất cái sự chuyên nghiệp. Thì trong Canva nhá, bạn đưa cái ảnh này lên, đưa cái logo này của bạn lên này, xong bạn tách nền nó đi. Thì khi bạn đưa vào á nó sẽ không có cái bị màu xám, nó nó lẫn vào đây như này đâu. Nó sẽ có nguyên cái 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 phần đường vẽ này với lại cái chữ của bạn thôi. Đó, hoặc bạn có thể thiết kế được cái logo này trên Canva luôn cũng được, nhưng mà nếu mà có logo này sẵn á thì up lên. nó để cái dạng là tách nền nó ra thì hoặc là bạn bạn đưa lên nhé xong bạn tách nền, tách nền xong thì bạn tải xuống ở dạng là tách nền đó. Đó, đây ví dụ kiểu này này. Sau khi ví dụ bạn làm cái logo xong rồi nhá, bạn tách nền xong rồi, bạn nhấn tải xuống nhá, chọn tệp PNG rồi này, xong bạn nhấn là chọn nền trong suốt này này. Đó. Thì uh, bạn tải xuống bạn dùng. Đó, là từ sau á bạn sẽ có luôn cái nền uh, trong suốt của cái logo này bạn dùng á nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Đó, ok, còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn làm cái này nha, cái này dễ lắm luôn. rồi, uh, đầu tiên là mình cứ phải xóa này đã để mình lấy nguyên cái sản phẩm đã. <laughs> Ở, ví dụ mình có cái sản phẩm như này, đó vẫn là cái từ khóa là nước như lúc nãy thôi bạn. đây, trong một thành phần, cái từ khóa nước này, đó, thế này bạn này, nhiều loại nước lắm. ví dụ đặt vô đây hình này ví dụ cái này nhá còn bạn có thời gian bạn chọn các loại nước nào bạn muốn nhé rồi nước này thì một là bạn dùng cái ảnh có sẵn như này bạn xóa nền nó đi sau khi xóa nền xong thì bạn nhấn vào vị trí Đó, bạn nhấn lợn lùi về sau như này rồi và bạn đặt nó vào vị trí bạn mong muốn cũng có thể co kéo cho nó uh, to nhỏ uh, tùy vào cái mong muốn của bạn ví dụ như thế này rồi nhé <laughs> mà bạn muốn là trông cho nó ảo ảo hơn tí nữa trông cho nó đẹp mắt hơn chẳng hạn thì bạn có thể thêm một ít nước ở đằng trước đây vẫn là trong mục thành phần này bạn tìm kiếm chữ uh, nước nha và bạn click vào cái mục bộ lọc này này đó bạn chọn cái là chỉ tách nền rồi xong click ở bên ngoài để nhấn xem tất cả nha bạn sẽ thấy ở đây này có những cái nước mà nó nó bắn lên kiểu kiểu dạng tiên nó bắn lên như này chẳng hạn ví dụ cái này nha đó đây dụ hiện chọn cái này, đây nghiêng nghiêng đi một tí, đó rồi đặt vô đây, đó bạn có thể điều chỉnh cho nó phù hợp với cái oh, cái 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 thiết kế của bạn, đây cho nó to ra chút, cái chuột chuột hiền mới tay nó nhạy quá, rồi đây ở khi mà bạn thấy cái nước này nó hơi phô chẳng hạn thì bạn có thể lên cái thanh công cụ ngay trên này, bạn nhấn vào độ trong suốt này, đó bạn giảm cái độ trong suốt đi một chút, đó rồi ok đại khái là như vậy đây, Hiền sẽ xem lại cái phần thiết kế này. Rồi, còn nếu như mà bạn muốn nó, nó, đúng phải là như thế này á, thì vẫn là chữ nước đấy thôi. Bạn tìm cái mặt nước nào mà nó có nó có cái răn 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 như này được này. Đây, ví dụ Hiền sẽ tìm lại cho bạn nhé. Này, khi mà bạn không muốn dùng bộ lọc nữa thì bạn nhấn xóa tất cả là được. <laughs> Hoặc là bạn muốn tìm cái dạng nước nó giống như cái này thì bạn chỉ việc giống như cái ảnh mà bạn vừa chọn đó, bạn bạn sẽ click cái dấu ba chấm của nó này đó xong rồi bạn kéo xuống bạn xem thêm nội dung tương tự nha nó sẽ ra cho bạn tất cả những cái nền nước nào mà nó gần giống như thế đây ví dụ như hiền sẽ đổi thành cái này nhá này nhấn giữ chuột và gì nó vào đó là bạn auto bạn sẽ có cái nhé. ảnh của cái 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 nước này luôn đó bạn có thể tách nền lại nếu bạn muốn đó ví dụ như thế đây là cái ảnh thứ hai này tiếp theo đến cái ảnh thứ ba đồ lô bạn chèn vô đây nha rồi, cái ảnh thứ ba của bạn đâu rồi? đây ví dụ ảnh này, nó cũng tương tự thế thôi, nó là cái hiệu ứng nước trời ơi. cái này nó còn họ còn làm xấu luôn đấy các bạn ơi, thề luôn cái ảnh này họ làm cái hiệu ứng nước chán quá, họ dùng ở đây họ đang dùng hiệu ứng nước làm uh, nước uh, gì nhỉ? <laughs> hiệu ứng nước đồ họa xấu quá, rồi bây giờ thì sẽ làm cái kiểu như thế này, uh, nhưng mà là với cái cái này của bạn, chẳng hạn nhé. <laughs> Cái nền bạn chọn á, bây giờ bạn click vào nền này, xong bạn lên cái thanh công cụ này nó có cái màu nền thế này. Click vào đây, đổi nó sang màu xanh Rồi, ví dụ một cái màu xanh sáng sáng một chút. Đây, ví dụ cái màu xanh như thế này. À, hình cứ chọn vừa đã nhá, để cho nó nó uh, minh họa cho bạn thôi. Tiếp theo uh, vẫn đánh từ khóa là từ nước hoặc từ sóng nước nha bạn nhá. Đây, ví dụ hiện chọn cái này rồi bạn thấy cái hiệu ứng này nó nó là hiệu ứng ảnh nó đẹp hơn nhiều rồi cái hiệu ứng kia nó đẹp hơn nhiều còn cái mà người ta vừa dùng trong cái ảnh gốc bạn gửi đó nó là hiệu ứng đồ họa trời ơi nó không đẹp đây rồi ví dụ là thế này xong rồi bạn muốn làm cái hiệu ứng nước này nó có cái độ sâu cho cái sản phẩm của bạn ạ chiều sâu cho sản phẩm ạ bạn. bạn click vào cái ảnh của cái sản phẩm bạn đã tách nền nhá bạn nhấn căn d nó tạo ra một cái ảnh nữa bạn đặt hai cái khớp lên nhau như này đó xong rồi bạn sẽ đây ví dụ hiền muốn nó kiểu sâu kiểu này đó bạn thấy không thế là cái sản phẩm của bạn nó trông như là đang nằm ở trong một cái khối nước thật bạn thấy không nào đằng trước thì nó như này đằng sau thì nó có nước nó vòng qua kiểu kiểu như thế vẫn là cái phần sóng nước như thế nhưng bạn click vào chữ đồ họa này đó bạn cũng sẽ thấy rất là nhiều cái đồ họa đẹp chứ không như đồ họa của họ đâu đây cái đồ họa này này đó bạn 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 đưa cái đồ họa này vào thôi đó đưa cái phần đồ họa này vào đấy hay như cái sóng nước mà họ chọn là cái kiểu sóng nước như này này bạn này đấy kiểu kiểu như thế đây những cái đồ họa rất là đẹp luôn để bạn đưa vào bạn thay cái nền bên dưới này là màu xanh đi này ví dụ màu xanh hiện đang sử dụng cái bên trên đó đấy xong bạn cho những đầy xong nó hiện ra rất nhiều những cái loại sóng nước bạn có thể sử dụng này đó cái này nó tùy thuộc vào cái thẩm mỹ của bạn nữa cơ ừ, chứ không phải là bạn cứ học theo một video thì nó sẽ ra mà đây nó là thẩm mỹ của bạn nữa đấy là cái lớp đằng trước nhé cái lớp đằng trước bạn có thể lựa chọn rất nhiều loại sóng nước khác nhau để làm cho cái sản phẩm của bạn nó 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 thật sự đẹp mắt có thời gian thì uh, thì làm thì nó sẽ đẹp hơn mà bạn uh, không bạn bạn dành thời gian bạn làm thì chắc chắn nó sẽ đẹp chắc chắn là như vậy đó đây rồi bạn thêm những cái hiệu ứng kiểu như thế này này đó cái này nó nó phụ thuộc rất nhiều vào cái khả năng thẩm mỹ của bạn. Bạn cứ làm nhiều lên thì nó sẽ đẹp lên. Đây, ví dụ mình sẽ giảm cái này xuống, đủ trong suốt này xuống một chút. Đó. Kiểu như vậy để các bạn các bạn có thể uh, thay đổi vị trí của lớp này nữa bằng cách là bạn click vào cái sản phẩm này, không vào một vị trí này, không vào chữ lớp này. Đấy, ví dụ bây giờ bạn sẽ đưa cái cái sản phẩm này qua các cái lớp rồi bây giờ cái lớp này, này nó đã ở đằng sau này đó rồi bạn có thể thêm uh, những cái bóng nước vào đây nữa. Rồi ví dụ như thế này, và các bạn muốn thêm cái, cái giọt nước. Đó. Đây, thì bạn lựa chọn ảnh hoặc đồ họa. Nó sẽ ra ngay ý mà. Ra ngay những cái giống như của người ta thôi, ừ, nó đơn giản lắm. Đây, những cái giọt nước đây, đây, cái kiểu như này này. Đó. cái này nó tách nền cho bạn sẵn rồi này. Đấy, bạn chọn xong bạn bạn đưa nó ra đằng sau này. Rồi chọn vào vị trí đây. Rồi, kéo nó xuống dưới cung kiểu thế đó là bạn sẽ có những cái minh họa cho sản phẩm của bạn ở đây phần chữ thì chắc là bạn bạn đã sử dụng canva rồi thì bạn biết đúng không bạn chỉ cần nhấn chữ t trên bàn phím hoặc là vào cái phần thêm văn bản này này đó là bạn sẽ thêm được chữ thôi rất là đơn giản thôi còn cái phần cuối cùng đấy ảnh này đầu tiên là bạn cần phải chọn được cái cỡ cái cỡ của cái ảnh này đó ví dụ như là bạn muốn nó là cỡ bao nhiêu thì bạn vào trang chủ canva đây nha Ví dụ trong trang chủ trang chủ của canva đây mình sẽ mở ra một cái đây rồi ờ, bạn có thể nhấn cỡ tùy chỉnh ở đây này đó ví dụ bạn muốn cỡ bao nhiêu dài rộng như nào bạn nhấn vào cỡ tùy chỉnh này và lưu ý là trong cái cỡ tùy chỉnh này nhé bạn phải lựa chọn chọn phần đơn vị trước ví dụ như là bạn muốn nó là um, inch hay là mm hay cm thì bạn hãy chọn trước đó ví dụ như cái ảnh dài kia uh, ví dụ như hiền có thể để nó là cỡ 1920 chín hai chẳng hạn đấy nó là pixel thì nó sẽ như này hãy đánh cái số vào đây thôi ví dụ này, ví dụ một tám mươi đi ha. đó, ví dụ như thế này, xong người nhấn tạo thiết kế mới. rồi, sau khi tạo thiết kế mới xong, <laughs> bây giờ mình sẽ chọn cái phần uh, nền trước là phần hình người bơi. rồi bạn sẽ đánh từ khóa là uh, bơi lội chẳng hạn, xong vào ảnh, thế này bạn thấy đây người bơi lội đây này, đó, bạn chọn hình uh, ảnh của người bơi bất kỳ bây giờ quan trọng là bạn bạn chọn thôi một cái ảnh giống hệt như thế kia thì bạn sẽ cần mất thời gian để bạn tìm còn nếu không thì bạn có thể uh, sử dụng cái ảnh nào mà bạn mong muốn đây ví dụ như là hiền chọn tạm ảnh này đi ha ví dụ thế rồi xong tôi xem cái ảnh lúc nãy Đây nha bây giờ bạn muốn tạo cái hiệu ứng thì sẽ thêm một trang để đưa nó đưa nó qua bên đây cho bạn dễ nhìn. Rồi, ở đây chẳng hạn. Bạn muốn tạo cái hiệu ứng mà nó có cái đen đen như này thì uh, bạn đánh cái từ khóa tìm kiếm là từ shade hoặc là từ bóng đen. Đó, nó cũng ra. Ở phần đồ họa. Đây, ví dụ như Hiền chọn cái này nhé. Ví dụ là cái này. Đặt nó vào đây. Rồi Hiền sẽ co nó lại cho nó bằng cái kích cỡ mà Hiền mong muốn Đây ví dụ Hiền muốn là như này Xong sau đó thì à sẽ kéo nó ra thôi à, Bạn nhìn thấy không? Đó Ok kéo ra chiều này chiều này là xong Rồi đặt nó vào giữa đây Xong Tiếp tục đến à, bạn chèn cái ảnh sản phẩm của bạn vào đây Không chèn chữ Nào, Giờ chèn sản phẩm Giờ Hiền không có cái sản phẩm đấy của bạn nhá Hiền lấy tạm một cái sản phẩm khác đi đây, Lại lấy cái này Rồi xóa nền nó ví dụ này chẳng hạn ờ, cái này thì thật, gian nó không hợp lắm bởi vì là cái của bạn kia là nó là ảnh trắng thì nó sẽ đổi chỗ này nhá Còn đây là sản phẩm nó màu đen thì nó không đổi lắm nhưng mà tại vì hiện không có cái ảnh sản phẩm này nên không có giúp bạn được bằng cái hình ảnh này luôn tiếp theo thì bạn thêm chữ thôi bạn nhấn chữ t cho bàn phí và bạn thêm cái nội dung chữ bạn muốn ở đây thì bạn chú ý là sẽ căn chỉnh cái chữ này đây các bạn lên căn chữ này bạn căn nó sang bên trái nha đấy lựa chọn căn như này đó xong bạn đặt cái à, nội dung bạn mong muốn vô đây đó, chọn kiểu chữ cỡ chữ thì trên này. Đó. M muốn đánh nội dung tiếng Việt thì bạn nếu là khi bạn chọn vào phần phông chữ, bạn đánh cái từ khóa là từ tiếng Việt nhé. Đó, thì bạn sẽ ra tất cả những chữ phông chữ tiếng Việt nào bạn muốn. Ví dụ hiện chọn tạo một cái phông chữ nào đi thôi ha. Ví dụ thế này đi. Rồi, xong đổi màu chữ như cũng ở trên này luôn. Ví dụ xong màu trắng chẳng hạn. Hay là à, màu gì? Màu gì ở đây? À, đang chọn màu vàng. Rồi, click vào đây để lựa chọn cái màu chữ uh, là màu vàng đó ví dụ thế à, mà cái đoạn màu vàng như này nhé mà khi mà bạn thấy là đưa nó sang cái phần màu sáng này này đưa nó sang cái phần sáng hơn này nó đang bị uh, mờ đúng không bạn thấy không nó khó nhìn đúng không thì bạn chỉ việc click vào cái hộp chữ để xong bạn vào cái phần hiệu ứng ở đây này rồi bạn chọn nâng lên này đó bạn sẽ thấy là nó trở nên rõ nét hơn rất là nhiều đó bạn thấy không uhm, cái phần này nó đã được rõ hơn rất là nhiều tương tự như thế bạn sẽ làm cho cái phần uh, ở bên dưới này để đổi màu chữ thôi còn cái liên hệ ngay này này bạn đánh làm từ tag nó cũng ra xong vào đồ họa đây các thể loại mà tag bạn mong muốn nó sẽ đều ở đây bạn chọn bất kỳ cái tag nào mà bạn muốn ví dụ ở đây họ chọn cái tag tròn như thế này nhé thì ngoài việc đánh từ tag này ra nhé bạn cũng có thể vào mục thành phần này đây bạn chọn vào mục hình dạng này giúp hiền rồi sau khi vào phần hình dạng xong thì bạn đây, chọn cái ô tròn tròn này ok rồi, ví dụ đặt ở đây Rồi, bạn đổi màu cho nó trên này Ví dụ ở đấy họ đang dùng màu đỏ đúng không nào Đó, mình đổi sang màu đỏ Đó, xong rồi Thêm hộp chữ vào đây thôi, nhấn chữ T trên bàn phím Hoặc bạn đánh trực tiếp vào đây được luôn này Đó, Đánh được trực tiếp vào đây luôn Nhưng nếu bạn muốn sử dụng Hiệu ứng cho chữ nhé Thì bắt buộc bạn phải uh, Chọn chữ T trên bàn phím Ừ, hoặc là bạn vào cái chữ T trên văn bản này Thì bạn mới làm được cái hiệu ứng cho chữ Đây bạn đánh chữ là Ví dụ như là à, liên hệ ngay đúng không Cho nó vào đây Đó, Đổi phông chữ mà bạn muốn ừ. Trong cái phông chữ này bạn nhé bạn nhìn thấy, Tất cả những phông chữ mà nó có cái mũi tên nhỏ này, này Bạn click xuống được Bạn có thể chọn được độ đậm cho nó Đó, Độ đậm nhạt cho nó Ví dụ ở đây đưa lên thế này Đây chẳng hạn Rồi đấy nhấn căn chôn a đã rồi căn chôn a cả bôi đen cả cái chữ này xong rồi bạn sẽ lựa chọn được đấy nó đậm hơn hay nó nhạt hơn thì nó sẽ ở đây dụ chọn như thế này Đó. tiếp theo thì bạn sẽ thấy là ở cái phần chữ liên hệ ngay này này nó có một cái bóng đen đen ở dưới đúng không rồi muốn tạo được cái bóng đen đen đấy á thì một là bạn nhân đôi cái này ra những căn chôn d này Đó. Thôi bạn đổi cái này thì màu đen rồi các bạn lật lệch nó xuống một chút so với cái um, cái cái ban đầu của bạn rồi là xuống lệch một chút thôi rồi xong bạn vào vị trí bạn đưa nó về sau rồi xong rồi bạn sẽ lên cái độ trong suốt này này đó bạn giảm cái độ trong suốt này đi đó thì bạn cũng sẽ tạo ra được một cái bóng cho cái phần tự liên hệ ngay hoặc nếu mà bạn muốn thật sự nó là một cái bóng hẳn cho cái chữ liên hệ à, cho cái phần màu đỏ này thì bạn không thể chọn phần shape này nữa mà bạn bắt buộc phải chọn vào trong một cái tag ừ. ví dụ hiền chọn bừa một cái tag nhé một cái bừa một, một cái tag để, để minh họa cho bạn thôi để, để, bạn hiểu thôi nhé ví dụ như là cái tag này đi ha chọn bừa thôi nhá, còn bạn thì bạn có thời gian bạn chọn đúng cái mà bạn mong muốn rồi, ví dụ để thế này Sau đó thì bạn sẽ vào mục uh, sửa ảnh ở trên này Đây Và bạn chọn cái phần hiệu ứng là phần đổ bóng Rồi, ở đây bạn có rất nhiều kiểu đổ bóng khác nhau Cái kiểu đổ bóng này Đó, nó là cái kiểu này này Đây, nó là kiểu này Đổ Ok, bạn thấy chưa nào Đó, nó đổ ra ngay Bạn có thể lựa chọn các cái độ mờ này đó, Những cái hiệu ứng ở đây Phần góc Ở bên trên, bên dưới Các kiểu, khoảng cách của nó Đó thì bạn có thể điều chỉnh, thậm chí bạn đổi được màu luôn Ví ở đây Hiền không muốn màu đen nữa Hiền cho nó ra màu xanh chẳng hạn Đấy, thì bạn sẽ thấy Thấy không nào, đó, cái, cái bóng nó sẽ thay đổi đi như vậy Xem còn gì nữa không Ở đây thì Rồi cái phần icon tiếp theo của nó Ở đây, thì bạn đơn giản là bạn đánh Cái từ khóa mà bạn cần tìm thôi trong thành phần Ví dụ như là icon Facebook chẳng hạn Rồi vào mục đồ họa Đó, và bạn chọn bạn chọn cái icon Facebook bạn mong muốn rồi bạn đặt nó vào đây hoặc là ai icon của Instagram này đó đây ví dụ nó là cái cái này chẳng hạn thì lấy bừa đi nhá đây bạn đặt nó vào trong thiết kế như này rồi bạn co nhỏ nó lại đó, ví dụ thành kích cước như này chẳng hạn rồi xong bạn đổi màu nó ở đây thành màu trắng đó rồi bạn tương tự bạn chọn rồi Facebook rồi Um, YouTube, the Twitter. Đây, nó là cái này đây này. Rồi. Sửa màu xong màu trắng. Rồi, nó cũng căn. À, cũng co nó lại. Đấy, kiểu như thế này. Bạn có thời gian bạn sẽ căn to căn nhỏ cho đều nhau nhé. Và khi các bạn căn chỉnh như thế á, bạn nhìn này giúp hiền này. Bạn có thể căn bằng cách là bạn nếu nhìn những cái đường kẻ đỏ này, đó khi bạn thấy là nó xuất hiện những cái đường, đây là kẻ đỏ như này, đó nhỏ nhỏ xíu, đó, là nó đang có kích cỡ bằng nhau rồi đấy. Còn nếu như ví dụ bạn chọn cái hình xong nhé, bạn chọn những cái hình này xong, bạn đặt, đó, ví dụ nó bị lệch nhau, mà bạn muốn cho nó nhanh, nó thẳng nhau nhanh á, bạn bôi đen này, tất cả những cái bạn cần, sau đó bạn nhấn vào cái dấu ba chấm này, bạn chọn căn chỉnh thành phần, Và lúc này bạn sẽ chọn tất cả là căn bên dưới. Đó, thì auto nó cũng sẽ nhảy về đúng cái hàng mà bạn mong muốn nhá đúng ý, cái cái phần dưới cùng mà bạn mong muốn nhá đơn giản như vậy thôi hy vọng là phần hỗ trợ của Hiền uh, dễ hiểu và giúp được bạn nếu mà có chỗ nào mà bạn chưa hiểu thì bạn liên hệ lại, lại nhá Hiền sẽ hỗ trợ bạn nhé